Xin chào các bạn, video này dân sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp chương trình cho cái kit. Thì đây là cái kit STM32 Blueview. Kích thước của nó nhỏ lắm, nó chỉ bằng ngón tay cái thôi. Thì trên cái kit nó có cái header 4 chân. Cái header này dùng để kết nối với mạch nạp để nạp code này các bạn lọc vào mặt phía sau. Thì nó có ghi tên của cái chân là chân 3.3 SWIO SWClock GND. Thì chúng ta sẽ nối tương ứng các cái chân đó với lại cái mạch nạp Ethylene. Đây là cái mạch nạp Ethylene version 2. Thì trên cái mạch nạp đó, nó cũng có tương ứng các cái chân là GND này, SWClock này, SWDO này, 3.3. Chúng ta nối tương ứng qua thôi. Thì trong bài này chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn 3.3 từ cái mạch nạp này chúng ta cấp cho cái kit luôn để chúng ta test. Cho nên mình không cần nối cái cổng dịch vụ vào đây ha. Bây giờ sau khi nối xong dùng một đoạn các cái dây bớt chúng ta nối xem, nối tương ứng xem. Chân 3.3 thì nối vào 3.3, chân GND thì nối vào GND, chân SWClock thì nối vào SWClock, chân SWDAO thì nối vào SWDAO, nối tương ứng qua thôi, không có gì khó hết. Bây giờ mình sẽ cắm cái mạch nạp vào máy tính. Thì nó sẽ nhận cái mạch nạp ha. Trường hợp mà máy tính của các bạn không nhận cái mạch nạp thì các bạn phải cài thêm driver nữa. Thì các bạn search trên mạng là cái driver Ethylene version 2, tìm tương ứng với lại cái hệ điều hành của các bạn. Ví dụ các bạn cài Win 7 thì các bạn search là Ethylene version 2 driver for Win 7, hoặc là tùy theo cái phiên bản hệ điều hành mà các bạn gõ trên Google, các bạn tự tìm. Ở đây mình sẽ dùng KVC để mình nạp code xuống. Thì cái này là cái project chip Tuglet bữa hôm trước mình tạo nè, tạo bằng KVC. Trường hợp mà chúng ta tạo project bằng QMX ấy, thì nó đã config cho chúng ta sẵn một cái project mà chúng ta chỉ việc nhấn vào cái nút mà load là nó load chương trình xuống thôi. Còn nếu mà trường hợp chúng ta tạo bằng KVC ấy, thì hoặc là chúng ta lấy lại một cái dự án của một người nào đó chúng ta muốn nạp xuống ấy, thì chúng ta phải đi config lại cho nó đúng. Thì để config các bạn chọn vào cái nút option for target ở đây. Rồi chọn vào cái mục debug. Thì bữa trước là mình hướng dẫn các bạn chọn simulation để chạy mô phỏng ở trên KVC. Thì bây giờ mình sẽ chọn sang cái option phía bên này để nó chạy ở trên board. Còn mình chọn cái mạch nạp debugger là Ethylene debugger ở đây. Rồi sau đó nhấn vào nút setting. Thì khi mà mình đã cắm cái mạch nạp vào máy tính rồi. Thì ở cái phần unit này nó sẽ list ra được cho mình là có một cái mạch nạp Ethylene đã được nối vào máy tính. Rồi sau đó mình chọn sang cái mục Flash Download. Mình chọn vào cái mục Reset and Run để sau khi mà mình load chương trình xuống nó sẽ tự chạy luôn. Còn nếu mà không có cái option này, khi các bạn load chương trình vào xong các bạn phải nhấn nút Reset thì nó mới chạy được. Thì đây mình chọn cho nó tự động Reset luôn. Rồi cái ở phía dưới này là cái giải thuật lập trình của KVC. Thì nó có nhiều giải thuật khác nhau để nạp chương trình cho con chip. Thì chúng ta phải chọn cho đúng cái giải thuật của con chip này là STM32F10X MED Density Flat 128K nè, các bạn chọn đúng cái giải thuật này. Nếu nó chưa có sẵn thì các bạn chọn S. Và ở đây nó liệt kê các giải thuật này, thì chúng ta chọn cho nó đúng. Thì thông thường là nó chọn sẵn đúng cho chúng ta luôn rồi, ít khi nào chúng ta phải chọn lại. Thì cái dòng chip này nó thuộc loại là Medium Density, nên là cái mật độ nó ở mức trung bình. Nó có 3 dòng nè, Medium nè, Low nè, High Density nè ha. Thì chúng ta chọn cái dòng là Medium Density. Đó, đây nó chọn sẵn cho mình rồi cho nên mình chọn Cancel. Ok. Set. Ok luôn. Và chúng ta muốn nạp chương trình thì chúng ta nhấn cái nút Load này xuống. Nhưng mà có thể nhấn vào đây nó sẽ báo một số cái lỗi là ví dụ như No Target Connect này. Thì cái con chip này nè, đôi khi nó yêu cầu chúng ta là phải nhấn nút Reset sau đó mới nhấn nút nạp chương trình được. Thì mình nhấn vào nút Reset. Nếu mà các bạn gặp lỗi như vừa rồi, các bạn thử nhấn vào nút Reset này. Sau đó nhấn vào nút Load và thả nút Reset ra. Đó, các bạn thấy lúc này nó nạp chương trình rồi. Nạp xong rồi và nó tự chạy chương trình luôn. Nó chấp tắt cái LED này. LED này được nối vào trong PC13. Ok. Các bạn nhớ, đây là một cái mẹo. Tại vì đôi lúc cái bọt mà để nạp chương trình nó được đa hợp với lại cái chức năng GPIO nữa, có thể cái thiết kế của mình nó bị thiếu chân, cho nên mình sử dụng cả những cái chân nạp chương trình để mình lập trình luôn. Cho nên cái việc mà khi chương trình chúng ta đang chạy, nó đang xuất mức 1, mức 0 gì đó ra cái chân đó mà chúng ta nối với máy tính á, thì nó không có nhận được
cái device là con chip á, nó không có nhận được con chip, cho nên chúng ta phải nhấn giữ reset. Và lúc đó chúng ta nhấn vào nút load thì cái mạch nạp nó sẽ giao tiếp được với con chip. Khi mà con chip nó đang ở trong mode reset đó, chúng ta thả cái nút nhấn lên thì nó sẽ nhận được. Thì cái mode đó nó gọi là cái mode đây nè, ở trong cái phần setting của nó cũng có cái đó nữa, là connect, connect under reset, là connect mà khi mà con chip nó đang hoạt động ở cái chế độ reset đó. Thì tùy theo cái thiết kế mà chúng ta sử dụng cái nào. Đó, cho nên khi mà các bạn nạp chương trình không được thì các bạn thử nhấn reset và nhấn nút load sau đó thả lên thử thì nó sẽ nạp xuống được thôi. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.